nhìn thấy rất là ghê. Thì lúc đầu à dụng cụ à. Đầu mới học về thì mới có một bộ dụng cụ cơ bản thì em lăn bằng cái này. Bản. Có nghĩa là lăn lăn hết mặt đấy, nhưng mà hai ngày đầu thì lăn đinh này của em nó không hợp. Nên là em đến hai ngày tiếp theo em sẽ phải chuyển sang lăn gai, lăn lăn quả cầu gai ấy. Cái mà nó làm đôi cơ. Thì đến hết ngày hôm thứ ba thì nó sẽ đỡ mụn. Lúc đầu thì lăn cái lăn đinh này nó rất là nhiều mụn. Nó bình thường mình tưởng là nó nóng thì mình lăn cái này vào nó sẽ rất là mát. Thế nhưng mà em làm nó lại bị sai so với em. Thì có khi là đây là cái chữ tùy của thầy là đúng đấy. Thì em lại hợp với cái này đấy. Nên là em lăn đến ngày thứ hai, thứ ba. Thứ hai thì hết ngày thứ hai thì em không lăn nữa mà em lăn cái này. Thì đến ngày thứ ba thì bắt đầu mụn giảm rõ rệt và nó không còn đỏ nữa. Nên là sau cứ lăn bằng cái này là mình làm đẹp cho mặt. Xong đến lúc mà cứ lăn nhiều thì có khi là đến lúc mà em áp dụng cái bài giảm cân ấy thì chính là nó cũng liên quan đến cái lăn mặt đấy ạ. Nên là cái lăn mặt này thì em lăn rất nhiều, không để ý là bao nhiêu lần nữa. Cứ lăn lúc nào rảnh thì em lăn. Lăn khắp mặt. Vâng, cứ lăn khắp mặt lúc nào mà cảm thấy. Ví dụ em có thể nằm xem phim em cũng lăn, hoặc em nằm ngồi chơi, hoặc là có thể là em đang ngồi xong em mỏi quá em đứng dậy em lấy cốc nước em cũng cầm theo em lăn. Lăn, nếu như lăn buổi tối mà lăn lâu thì mình cảm thấy mặt mình nó phải hồng hồng lên ấy, kiểu như thế. Nhưng mà mùa này thì các bác mà dùng ví dụ vitamin E các thứ thì các bác bôi vào buổi sáng sau cảm thấy nó rõ rệt hơn. Nên cái bài mà chắc là mọi người đây thì chẳng cần ai cần giảm mỡ bụng bằng người đẹp. Thế nhưng mà em vẫn chia sẻ, ví dụ như mọi người biết thì mọi người sẽ chia sẻ cho những người cần đến. Như của em làm ấy thì làm bằng cái cây lăn ngải. Cây lăn ngải đôi chắc hôm nay cô Hương không có. Có lăn ngải đôi. Cái lăn ngải đôi thì mới đầu bắt đầu là em làm thì dưới cô Hương có em uống nước ấy. Lúc đầu em uống phải uống đến 2 hoặc 3 cốc nước, tại vì trong quá trình mà lăn ngải nó rất là khát nước. Nếu như ai mà lăn mà chưa biết thì rất là sợ. Mới đầu thì em sẽ lắp một lửa cái ngải đôi ấy, lắp một lửa thôi, mình sẽ lăn bụng tay, bụng chân và lăn chéo ở đây xuống. Ví dụ như là cái quả cầu này chẳng hạn, mình sẽ cầm cái lăn đấy lúc mà cô Hương có cái dụng cụ đấy thì nó cái đấy giảm nó chính xác hơn. Còn cái này thì cũng lăn cũng giảm nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Mới đầu là mình sẽ lăn lửa ấy, thì mình sẽ lăn chéo xuống hai bên này, chéo xuống thu và rốn này. Xong rồi đến tí nữa mình sẽ lắp cả hai cái và bằng hai bên ngải, mình lăn lên lăn xuống. À lúc đầu mới đầu ấy thì là các bác sẽ uống nước sau này, thì các bác sẽ đặt tay không đây, em giả dụ cái cúc này là cái dưới rốn nhá, mình sẽ đặt tay lên trên của cái rốn, ba rốn là bốn ngón tay này mình sẽ đặt vào đây, và mình sẽ lấy một ngón tay nào thuận ấy mình đặt vào cái chỗ mà trên của bốn ngón tay ấy. Sau mình ấn mình day 30 vòng. Khi mà mình ấn vào mình phải cảm thấy nó hơi tức tức thì mình sẽ day 30 vòng. Xoay theo thuận một chiều thôi, mà mình cứ xoay theo chiều là thuận, không quan trọng là nhiều hay xuôi. Và dưới rốn hai ngón tay cũng làm như thế. Thế sau bắt đầu mình mới đi châm ngải mình lăn. Lăn xong thì có nghĩa là em lăn thì ngày đầu là hai ngày đầu là em lăn phải 3 lần một ngày. Mỗi lần là cái thời gian nó sẽ hết một cây ngải về tầm 40 phút, tức là cái bụng của mình cảm thấy nó phải hồng hồng lên ấy. Mà cái ngải này rất là tuyệt vời nè, lúc nào mà lăn ấy muốn giảm chỗ nào thì làm chỗ đi, nó sẽ nóng mà cứ lăn lên lăn xuống như thế. Những ai mà bị chướng bụng ấy, lúc mà đang chướng bụng lắm, lăn xong nó rất là dễ chịu, cứ lăn lên. Mà nếu như bụng ai mà lăn chỉ cần lăn một lần đầu thôi mà thấy nhìn thấy mụn bụng hồng hồng kiểu gì cũng giảm. Nhưng em làm có một tuần thôi nên là em thấy nó giảm nhiều quá em không làm nữa. Tức là mới hai ngày đây thì nó sẽ rất tức bụng, nó cảm giác như tức bụng như kiểu mình lúc nào mình cũng buồn đi vệ sinh ấy. Vâng, thế xong là đến lúc nó rất là khát nước, lúc nào mình cũng muốn uống nước nên là cứ uống nước, cứ ăn, cứ uống nước rồi cứ lăn bình thường không làm sao đâu.
cỡ đến ví dụ như là đến ăn này thì nó cũng phải cỡ chế độ ăn bữa sáng hoặc bữa trưa các bác ăn thoải mái, nhưng đến sau 6 giờ tối thì không nên ăn những chất béo hoặc là cơm thì cũng hạn chế bữa tối. Ví dụ như là hôm nào mà ví dụ bây giờ mà Tết nhất thì chắc chắn là phải đi ăn nhiều, nhưng mà ăn nhiều thì cái cà phê chanh ấy, cà nước chanh như mình bình thường mình uống xong cho một ít cà phê vào thì các bác uống hạn chế cái ngọt thôi, thì kiểu gì nó cũng tiêu mỡ. Nếu như các bác mà không thường thì mới đầu nó rất là khó uống, thì sau đến lúc uống nó thành chanh, quen chanh và thao hơi chanh cà phê, tức là mình pha cái nước chanh như mình uống bình thường đường và chanh, thế nhưng mình pha sẽ được ít đường và cho cà phê vào. Mình uống nhiều thì mình cho nhiều, mình uống ít. Vậy em cũng chia sẻ đúng rồi, cà phê đen nha, cà phê đen cho cái đấy chính là của một cái bài của người giảm cân ấy, người ta cũng hay uống cái đấy vào sau bữa ăn. Không tức là nha, cái đấy uống chanh cà phê nha, không phải là uống cái uống chanh pha với cà phê với cả đường, chứ không phải là uống nước chanh chua. Tức là mình uống cái lượng nó bình thường, chứ không phải là mình uống toàn chanh không, mà lúc đấy là mình ăn no rồi mình mới uống, chứ không phải là mình uống vào buổi sáng. Tức là đấy là nếu như các bác mà ăn nhiều đồ béo thì lên uống, còn nếu như các bác mà không ăn, dù tối bác chỉ ăn rau củ thôi thì bác không cần phải uống làm gì cả. Đấy là cháu bảo cho là kiểu như bây giờ mà mọi người Tết nhất cháu cứ hay mời nhau đi để đi tiệc tùng các thứ ấy, thì mình cần uống, còn nếu không thì cũng cần uống. Và một cái rất là mừng chữa cho chồng em, một cái rất là hay. Mà cái này thì nói chung là mấy hôm nay rất là vui và cũng muốn là háo hức đến lớp để chia sẻ cho mọi người. Có nghĩa là chồng em là bị rất lâu ngày rồi, khi mà hít và thở ấy, nó rất là tức ngực, đi khám rất là nhiều nhưng mà không, tất cả các bác sĩ đều hoặc là chụp chiếu đều còn không làm sao cả, thế nhưng mà cứ hít thở về và hít và thở thì nó sẽ là đau tức, nó nghiêng nó cũng đau tức. Thì đến hôm cách đây mấy hôm thì em có bạn Giáp ấy, bạn ấy là từ năm trước ấy, chắc là thầy biết à, học, bạn học ở đây từ năm trước. Vâng, bây giờ bạn ấy làm ở trong Thanh Hóa ấy, thì bạn ấy có chia sẻ, bạn ấy bảo chị cứ đánh 6 vùng này, hơ này, rồi thì khai thông làm một số thứ ấy, thì em cũng làm theo bạn ấy. Thì xong rồi lúc đầu thì là hôm đầu tiên thì là em hơ nhâm đốc, xong đến hôm thứ hai thì bắt đầu là đánh, mới đầu là đánh 6 vùng này, thông nghẽ nghẹt này, tiêu độc khử ứ à, rồi hơ hai huyệt, hơ cái huyệt phong môn, tức là mình cho tay lên ấy, thì cái ngón tay dài đấy thì mình hơ theo đám, thì nó không cần về cái huyệt phong môn này, thì là nhiều người bị cảm gió các thứ ấy, thì là hơ ngải ở huyệt phong môn và hơ tiếp dưới cái chỗ của huyệt phong môn ý độ 1.5 phân, thì là nó cái chỗ phổi đấy thì hơ được đến lần thứ hai, có nghĩa là trong ngày đến lần thứ hai thì anh bảo bây giờ là rất là dễ chịu. Thì hôm qua là làm đến ngày thứ ba rồi thì là sáng nay hỏi thì là không còn vấn đề gì nữa, thì em nghĩ là hơ cái đấy là làm như thế là tốt. Bấm huyệt thì những cái tiêu điểm khử ứ kia thì theo cho sạch. Một cái bài nữa là bài đau mắt đỏ, thì cái lần đấy thầy hội dạy thì là đau mắt đỏ áp đá vào mặt, thì sau thầy sẽ giải thích cho cả lớp. Nhưng em thì em chỉ nghe được mỗi cái chỗ là đau mắt đỏ thì áp đá vào miệng thì nó sẽ khỏi. Thế cái hôm ấy đi thực tế ở dưới nhà thầy Kỳ thì thầy có bảo, em chỉ nhớ được mỗi một câu là đau mắt mà có mụn ở trong mắt thì là huyệt số 4 và bấm hành gian với hợp cốc. Thế thì em về tối hôm đấy chồng em là bị cái mắt đỏ mình đau bình thường thì nó sẽ bằng phẳng, nhưng mà chồng em nó lại như là một cái mụn, cái kiểu nó tụ cái máu vào ấy, tụ cái cục máu không ở trong mắt các bạn, chứ không phải là chắc tụ cái cục máu ở trong mắt. Thì hôm đấy em cũng có bấm số 4 và hợp cốc với hành gian. Vâng, thì ba cái đấy và bảo anh đấy là anh xuống lấy đá, anh cho cái túi ni lông xong anh áp vào miệng, thì là áp ba
áp 3 lần, có nghĩa là cứ lạnh thì lại bỏ ra, xong rồi lạnh thì bỏ ra, thì anh ấy làm buổi tối thì sáng hôm sau là cái đấy nó chỉ còn rất là nhỏ, thì em làm thêm cả ngày hôm đấy, buổi sáng và buổi trưa thì là đến chiều là hết. Nên là cái đau mắt đỏ như thế, là có mụn như thế là rất là tuyệt vời. Hay quá. Còn một cái bài về tiểu đường nữa. Lan đồng nắng ngắt đi, lan đồng nắng to. Tức là cái em có hướng dẫn cho một chị bị tiểu đường, thì đang trong thời gian làm liệu pháp, có nghĩa là chị đây là tiểu đường 7,8, thì chị hướng dẫn cho chị đây một cái là cái lăn đồng lá này, và để trong tủ lạnh mỗi ngày lăn 3 lần, mỗi lần là 3 lần, cứ áp vào nó lạnh thì là bỏ ra, áp vào lạnh không bỏ ra. Đây em làm bằng cái này. Chỉ có một cái cỡ này thôi. Tức là em có một cái như thế này. Và hôm nay tự nhiên chị bảo, nhưng mà hôm nay chị đi khám mà của chị là 7,8. Tiểu đường người ta đo được là 7,8, mà hẹn một tuần sau sẽ đi làm lại. Thì em bảo là chị ơi, thế bây giờ thầy em chỉ dạy mỗi là, hôm đấy là thầy chưa dạy cái bài đấy, nhưng có thầy có hướng dẫn là áp cái này, tức là những cái huyệt mà để chị tiểu đường về tìm thận đấy, thì là hết cái đám này là. Vâng, thì là chị có áp vào như thế này, nhưng mà chị đây lại để tủ lạnh, có nghĩa là nếu như mình bấm thì nó sẽ là cả một cái đám đấy, thì mình áp cái đồng lá này vào đây, và cứ lạnh thì bỏ ra, lạnh thì bỏ ra, ngày áp 3 lần, thì 3 hôm sau chị bảo, nhắn tin chị bảo là nhưng mà chị xuống là 6,7, thì là chị cứ tiếp tục chị làm, thì em cũng chưa còn lại, nhưng mà chắc là kết quả mà 3 ngày như thế, nhưng mà chị cứ kiên trì làm thì chắc là ổn. Hay quá. Cái đầu này thì là để làm đẹp đấy. Lúc đầu thì là em không dùng được cái nhắn tin, thế nhưng mà bây giờ ấy thì năm sừng xong rồi, thì bây giờ nó ổn định rồi, thì lắm lúc rảnh nó vẫn lăn được cái lạnh bình thường, mình massage mặt lắm là lúc nào mà rất khó chịu, như mấy cái bạn kia mà bị mụn nhiều như thế, lăn đi là nó sẽ sạch. Còn để em hướng dẫn lại. Chị Hương có ngại không chị Hương? Đây. Không nhét đâu lắm. Ví dụ lúc đầu là bệnh viện đây có 3.000 nhá. Mới đầu ấy thì là mình sẽ đặt cái ngải vào đây, cho vào đây xong mình đóng. Nếu như cái ngải này nó là cái ngải to ấy, thì mình sẽ cho cái ngải to đây, không cần đâu. Đây nhá, ví dụ đây là mình, đây là ngải chung. Mỗi cái điều rồi. Chung thì đây là cái này mình sẽ ấn xuống mặt phẳng. Đây là lắm lúc người ta sẽ không có ngày chung hoặc ngày đại, nếu như cái này ngày đại thì đóng cũng phát như thế là ăn luôn, nhưng nếu như mà là ngày chung ấy thì mình sẽ cho xuống một cái mặt phẳng rất là cứng này, mình ấn đồng lại thì nó sẽ thu vào, thì nó sẽ thu vào thì sẽ tốt hơn, nó rất là đơn giản. Nếu như không biết lắp ra thì tháo vào sẽ nóng mà nó bỏng đấy. Nhẹ tay thôi. Cái này phải bóp lại tí. Nó cái cảnh đó nhờ vừa phải mình bóp lại tí. Mình tập trước mà. Bóp nhìn cho mọi người nhìn bóp như thế nào cơ. Đây là em bảo là cho xuống cái mặt phẳng này. Cho xuống mặt phẳng mình cho ấn mạnh là cho xuống. Không, mình ấn nó xuống thì đây lúc nó sẽ vào đây đúng không? Không, cái này chỉ cần mình cho xuống, kể cả mình dỗ xuống lèn một cái là nó sẽ gọn vào ngay mà. Lắp xuống nó sẽ vừa, còn đây không.
ngoài đúng không? Giống lắp súng đó nhỉ? Vâng. Khi mà trong quá trình các bác lắp ấy thì nó sẽ cháy. Nó cho bật lửa ra và đốt nó cháy đã. Vâng, đấy là châm ngải xong thì bà cho vào như thế. Vâng, thì đến lúc mà quá trình mà các bác lắp ấy nó sẽ dài lên cái này nó cháy. Mình cảm thấy nó cái chỗ đoạn này nó dài mình lại đóng tiếp thì nó sẽ tự nó sẽ lên. Đấy. Thì mình không phải bận bịu đến cái việc là mình rút ra. Còn nếu như lúc đầu em về không biết lắp nên dốc như này nó rơi đấy. Rơi đúng không cô? Rơi. Thế nên là cô về cô phải ấn cái đầu này trước. Cứ rơi cho cô đã phải thấy nay cái dây cô rút nút. À đấy, thế nên là cô không biết. Nghệ quá. Tại vì là cái này cháu rất thích nên là cháu về cháu rất là tò mò. Cháu bảo cái gì nó sinh ra cũng để làm việc. Tại vì cái này tự nhiên nó mọc ra cái này để làm gì? Không để nó làm đẹp, nó trang trí nó khác. Nhưng cái này thì các bác cầm như thế này, các bác ấn xuống mặt phẳng cứng là nó sẽ tự cái này nó sẽ thu vào, tự cái này nó sẽ thu nhỏ vào. Nó thu nhỏ vào thì mình chỉ cần đóng một phát thế là xong, không phải ấy, nên là nó không bị rơi. Chứ còn nếu như mà các bác mà làm không ấy là nó rơi ra, nằm trên giường mà nó rơi cái ngải này ra nó cháy chăn là chết dở đấy, chứ không phải đùa đâu. Đấy, thì là lắp xong này, lăn bụng tay. Các bác lăn thì nếu như mà tay mà nhỏ rồi ấy, thì nên đếm. Không cần đến 30 lần rồi. Bụng chân, lăn bụng tay, bụng chân và lăn bụng. Lăn bụng thì mới đầu các bác sẽ lăn thu hai bên. Nó thành như kiểu chữ V ấy. Lăn quần áo hay lăn trực tiếp? Không, lăn trực tiếp các bác. Mùa này bà lăn trực tiếp thoải mái luôn. Mùa hè sợ bà tức bụng tức biết bà cứ thấy đầy hơi bà lăn vào sướng muốn nhỏ đâu rồi nhỏ đây đấy. Xong bắt đầu cũng lắp như thế thì hai cái này lăn hai chơi. Không ngại à? Vâng, cái mùa này thì bà lăn ngải đại thì nó thoải mái. Khi mà lăn nhanh nhá, lăn nhanh thì nó không nóng lắm, nhưng mà nếu như để một tí tẹo thôi nhá là các bác phải bọc vào vải, không là bỏng ấy. Chỉ cần để lại không lăn là nó sẽ nóng. Các bác lăn đi lăn lại rất nhiều lần rồi, cứ lăn bao giờ mới. Nếu như các bác muốn giảm chỗ dưới thì các bác lăn nhiều chỗ dưới, muốn giảm chỗ trên thì lăn nhiều chỗ trên. Mà như chị em mình thì hai bên này nó cũng có phòi ra ấy, thì mình lắp bé, mình lăn bé, tức là muốn giảm chỗ nào thì lăn chỗ đấy. Cái này lăn nó rất là tuyệt vời. Nếu giảm quá đà làm nào? Giảm nhẹ, vào keo 5-6 thì làm nào? Nó khói đấy ạ. À. Nhưng mà cái lần trước cháu mua dưới nhà thầy Kỳ thì khói hơn. Nhưng mà nếu như mua của cô Hương thì khói nó không khói lắm đâu ạ. Nó ví dụ đây như của cháu thì vòng 2 của cháu nó chỉ có 77. Thế nhưng nếu như trên 70, bây giờ thì nó xuống có 69 thôi. Ngại quá như sắp thành phố rồi. Mà cái lúc đấy của em là 57 cân. Nhưng mà bây giờ chỉ còn 54 cân thôi. Nhưng mà đấy là em mới làm một tuần, xong nó giảm nhiều quá, em không làm nữa. Chứ còn nếu bây giờ mà em làm từ đấy bây giờ nó giảm cả tốc toàn thể luôn á. Chả thế, giảm của bụng thì nó giảm tận thể. Giảm mỡ bụng gây mất buộc nó phải giảm cân. Đấy, nên là em chỉ làm một tuần thôi, em không làm nữa. Mà cái này nó lại khác với cả cái ngày trước mà những ai uống thuốc giảm cân ấy. Không uống nữa nó sẽ tăng, nhưng cái này nó không thấy tăng. Em thấy không thấy tăng, nên là ổn. Cháu không, nhưng mà cháu đang làm cho một cái chị đấy thì bụng 90 cơ, thì phải bấm nghẹn lên dáng cao ạ. Thì 2 tuần nó mới bắt đầu gọi là giảm. Tại vì chị đấy lại thể dục và ngày trước chị đã dùng thuốc giảm cân rồi nên nó rất là lâu. Còn như cháu không dùng thì là làm 1 tuần nó rất là tốt. Mà những cái người mà người ta tập thể dục ấy, nhất là các anh ấy, lâu lắm phải gục làm, có nghĩa là lăn nhiều, các anh phải kiên trì lăn và bấm tiêu mỡ này còn giãn nữa, thì chắc là ít nhất nó phải 10 ngày bắt đầu nó mới có cái kiểu giãn, chứ còn nó không phải như ngay là như là bản thân cháu làm. Chị ơi, chị hỏi thì nó phải nói lại cái đoạn đặt tay và rốn ấy, cái đấy cũng tác dụng để giảm giảm. Đúng rồi, cái đấy là của một người bạn đông y dạy chị. Nhưng mà chị thì không nhớ là Huyền như thế nào, chị chỉ nhớ là trên rốn 4 ngón tay, 3 thốn, nó đọc là 3 thốn là 4 ngón tay. Tức là nhá, ví dụ đây là cái rốn nhá, thì mình sẽ đặt 4 ngón tay 1 2 3 4 đúng không? Trên này. Thì mình ấn vào cái chỗ đấy. Đúng cái chỗ đấy thì là mình ấn vào nó phải cảm thấy nó hơi tức tức. Thì mình xoay 30 vòng. Xong rồi đến đặt 2 ngón tay.
ở dưới rốn cũng ấn vào chỗ đấy, xoay cũng 30 vòng mà uống thật nhiều nước, và tại vì là trong quá trình ngâm này nó rất là khát nước, nếu ai chưa làm thì không biết, nhưng mà nó khát nước, nó khô cổ. Như là đấy, bản thân em làm xong một tuần mà em giảm, em phải đi bệnh viện em kiểm tra, tại vì nó rất là khát nước, phải sợ là cái gan, không phải sợ là gan có vấn đề gì. Thế hôm ấy đi ra thì bảo thôi cứ thử cho chị men gan, thế là bảo thôi tiện thể thì chị thử luôn cả độc gan đi. Nhưng mà đến gần 8 giờ thử thì 9 giờ bạn gửi kết quả, thì cũng ngồi trong lớp đây này là không có vấn đề gì hết, bình thường. Thế nên là khi mà mình làm thì mình không phải lo lắng. Còn lúc thầy hội với cô Hương này có nhiều bài hay lắm, nên là các bác về đọc sách đi, xong là nếu như làm mà không thành công thì phải đến hỏi luôn. Tại bây giờ như bọn em không có cơ hội để hỏi nữa. Vẫn có là tiếp. Không phải hỏi trên tiếp. Cô Hương có bài khai thông lưng rất là tuyệt vời, và bài cào dầu ở chân đấy, cái bài cào dầu của cô Hương là bây giờ em nghĩ là cô Hương sẽ phải hướng dẫn luôn, tại vì đêm mùa này rất là nhiều người lạnh. Em có bị lạnh chân không? Em có làm đấy. Em nguyên trước bị em làm thế nào nói rồi, vâng. Em thì hướng dẫn như cô Hương ấy thì bôi dầu vào sống chân ấy, xong rồi cào từ gót chân lên đấy, thì là cô Hương sẽ hướng dẫn. À đấy, thế thì kết quả thì ngày trước nhá, như của cháu ấy là cháu phải về, có nghĩa là cái máy sấy ấy phải cắm ở chỗ đầu giường, cứ lúc nào lạnh là cháu cho vào trong chăn cháu sấy, kể cả đến 3-4 giờ sáng vẫn phải sấy, nó lạnh lắm, nó lạnh nó buốt lên tận trên đầu ấy. Thế nhưng mà hôm đấy làm thì thấy cô Hương dạy một cái thì về làm 3 ngày thì là cũng có nghĩa là nó ấm lên rồi, thì cũng lười không làm được, nên làm 5 ngày thì nó tốt hơn. Thế nhưng mà em thấy bây giờ nó rất là nhẹ nhàng, cái chân nó không bị đau, kiểu nó buốt buốt lên trên đầu, nó không khó chịu. Nên là cái bài đấy làm nó rất là tốt. Mà nhiều người không phải là lạnh chân nhưng sờ lạnh như là sờ vào đá ấy. Nên là làm được cái bài cào dầu rất là tốt. Còn cái này thì các bác cứ kiên trì làm, tự tin làm, không phải làm. Tại vì cái này mình bấm sai thì chả làm sao, nó chỉ tức là không có tác dụng như mình mong muốn. Ví dụ mình muốn chữa cái này nhưng mình bấm chạy một tí thì nó lại không đúng. Thế nên là các bác cứ tự tin làm, có cái gì thì ví dụ như cả tuần ấy mình làm rồi đến buổi kia thì mình đến mình đã hỏi được thầy thì nó sẽ rất là tốt. Còn như em thì em rất là lười học, em lười đọc sách, nên là bây giờ thấy là rất là hối hận. Nên là các bác ngồi đây mấy buổi này là buổi thứ ba, nên là các bác ngày thứ ba rồi thì các bác có nghĩa là cái quyển sách của thầy hội nên nó như là một cái bí quyết, vừa là tâm huyết vừa là bí quyết. Nhưng nếu như không ai mà chưa đọc biết ngay, thầy biết ngay, tại vì là thầy giấu nhiều thứ trong đấy. Thực ra đến lúc mà em làm cái bài thu hoạch xong, bắt đầu em mới lò mò đi đọc, trước em không đọc đâu, em chỉ học được ít lào trên nước thì học, hoặc là bạn bè chia sẻ, chứ còn đến bây giờ em mới thấy cái quyển sách này nó nặng thật, nó rất là nặng. Cái quyển đấy là giáo trình đấy, đây chính là quyển này, trông nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất nhiều thứ đấy các bác ơi. Không, cái quyển này những người mà tự làm cũng giỏi được ở trong này, mà các bác cứ làm đi, xong có gì thì hỏi thầy. À còn cái này tuyệt vời. Không, cái này thì không phải cái này là cái hơ ngải vũ khí đấy. Cái này ấy thì không, em thì em chia sẻ không ngại. Ví dụ như là cái này là cô thì cô hướng dẫn cho là hơ nhâm đốc, tự mình hơ. Ngài, cho ngài vào trong người đốt rồi hơ. Thế nhưng mà cái này của em về em làm một cái nữa. Không, có nghĩa là mình cái này về, nhưng bây giờ mà phụ nữ ấy bị bệnh phụ khoa ấy, viêm nhiễm nấm ngứa, tức là khi mà nói chung chả tránh khỏi đâu, nhưng mà có khi nói ở đây các bác con trai thì ngại. Cái này là sẽ hướng dẫn được cho mọi người như này.
Ví dụ như bây giờ mà mình đi khám là mình rất là ngại, mà có khi là nó nhiều thứ nó xảy ra. Nhưng mà còn có cái băng vệ sinh Doctor Care bây giờ người ta bán rất là đơn giản, hoặc là những cái phòng khám phụ khoa người ta bán những cái băng vệ sinh đấy. Nếu như các anh ấy mà dùng cái đấy mà nó nóng da mà nó ngứa đấy, chính là bị lấm ngứa rồi ấy, thì cái này châm ngải và hơ vào cái đại huyệt ấy, thì khi mà vâng thì đấy, thì hơ thì xong một ngày ba lần rồi, đến lúc nào hết ngứa thì thôi. Và em nghĩ là chắc hai ngày là hết sạch, cũng châm ngải. Vâng, lỗ lọt lớn nhất. Châm ngải vào đây và hơ với kiểu ngồi nhá, không hơ nằm nhá. Nhiều người hôm trước hỏi em chia sẻ thì lại bảo là Nhung ơi nằm thì hơ kiểu gì, nhưng mà mình cái này mình hơ trong nhà vệ sinh được, mình ngồi mà, hoặc là như thế nào ngồi bất công mà hơ cho thoáng cái lộ hết, muốn là đông dẻo nhưng mà tư thế ngồi là tốt nhất, cái ghế thủng ấy đấy, thì là ngồi hơ thì như em làm ấy, thì làm sáng trưa và tối, thì là một ngày ba lần, mỗi lần thì là chưa học rồi thì là cứ lóng thì bỏ ra, tức là những các cái vấn đề hơ với cả lăng thì là đa số là cứ ba lần, tức là mình hơ nhá. Nếu như mà các chị mà bị lấm ngứa ấy, hơ vào nó hút đau rát bằng chết, đau lắm ấy, đau rát khó chịu, và một lần đầu nó sẽ ra rất nhiều dịch ra, có nghĩa nếu như mình dùng cái băng vệ sinh hàng ngày có khi là chỉ một hai tiếng sau nó mất hết luôn. Thế nhưng như thế nó rất là bình thường, xong nó lại hết. Nó ra như thế nó sẽ sạch, nhưng mà chắc em nghĩ là làm hai ngày là hết. Nói chung là em người em nhiều bệnh lắm nên này. Lấy gì thế này cho? Còn cái quả cầu này của cô Hương, còn quả cầu cầu Đinh, cầu gai. Đây là cầu gai và cầu Đinh. Ngày trước em là bị tắc nghẽn động mạch cảnh, có nghĩa là người ta bảo em là phải tiêm thuốc để chụp ấy, nhưng mà em rất là sợ. Thì lâu nay thì mấy tháng nay rồi là cũng phải cứ kệ. Thì đến hôm anh cô Hương chia sẻ thì lăn lòng bàn tay mỗi lần 2 phút, em không để ý là bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần 2 phút và sống tay. Chị em biết không dùng này được đúng không ạ? Cái này làm ấm mà. Cái này thì nó là như kiểu mình hiểu như là giống như là lưu thông khí huyết ấy, khắp cả người. Thì đến lúc dùng cái này nhá, kể cả táo bón mà dùng ấy thì lại cũng rất là tốt. Tức là nếu như mà mình như tuổi em ấy thì là 5 cái cầu gai, tức là cứ khác hẳn với mọi người. Cái này mình tùy, ví dụ mình hôm nay mình 5 cái cầu này nó rất là khó chịu thì mai mình sẽ 5 sang cầu gai, cầu đinh, đây là cầu gai. Thì như của em thì em đa số là 5 cầu gai, tại vì em nóng như em lại phải 5 cầu gai, nên là tùy từng cơ thể từng người. Giờ hơn một tuần nay em mới bắt đầu làm hì hục thì nó được nhiều thứ. Mà người báo cáo là bạn Lê Nhung là bạn đã sinh lên phải 5 chân kính rồi đấy ạ. Thế ạ. Không, mặt đẹp hơn. Không, lúc nào thầy cho xem ảnh ấy, tại vì cái lúc mà mặt ủa nhìn mặt kinh lắm, khủng khiếp lắm. Không ai ở đây giống đâu. Chị Lợi đây, chị học cùng là chị biết. Còn một cái nữa là cái chị yêu định nó xong quên. Không, bây giờ nó có nhiều người bị mỏi vai gáy đấy ạ. Rất là nhiều người bị, tức là nhiều, cực kỳ là nhiều luôn. Nhưng mà nha, ví dụ như là mình mà làm ấy thì mình đừng làm vội, là mình chưa xác định được người ta bị mỏi vai gáy vì cái gì. Ví dụ nha, cái vai gáy này của mình ấy mà mình làm như em thì em không học nhiều, em làm bây giờ cũng hướng dẫn mọi người làm trực tiếp. Khi mà mình ấn vào những cái chỗ trên này nhá, mà nó đau, người hỏi người bệnh ấy mà đau thấu ở bên trong, là nó đau tận ở trong xương ấy. Còn nếu như mình ấn vào cái chỗ này mà nó đau tê hết ra đây,
hoặc tê xuống dưới là đau dây thần kinh. Nếu như nó đau mình mà ấn vào cái chỗ này mà nó đau luôn ở cái đám đấy thì nó chỉ là cứng cơ thôi. Thì cái cứng cơ này mình làm mũi luôn, rất là đơn giản. Thế nhưng nếu như đau dây thần kinh thì bắt buộc các bạn phải khai thông trước. Nếu như không các bạn mà cho tay vào các bạn bóp nhé, hoặc là các bạn nắm hoặc các bạn đấm vào đây nhé, càng bóp nó càng bó, nó càng đau, càng sợ. Nên là bắt buộc phải khai thông nghẽn ngẹt các thứ trước, xong là mình mới bắt đầu làm bên cái đấy. Thì nó mềm ra rồi ấy. Kể cả cái bài mà đau, nếu như mà ấn như thế này mà người ta đau thấu ở bên trong ấy, thì là đau đến xương rồi, mình cũng phải khai thông đã. Chứ còn nếu như mình không khai thông mà mình làm những cái kiểu bấm huyệt, bấm huyết ở trên này, hoặc là mình cho cái tay vào mình massage nhưng là nó cứng đơ cổ ra đấy, là không làm được đâu. Hoặc là những cái người đấy thì bảo người ta là đừng tắm đêm, nhưng làm chắc là chỉ được 2 lần là nó sẽ nhẹ. Nhưng mà mình phải xác định được là mình ấn vào đấy, nếu như mà nó đau tê hết cả ra tay thì là chắc chắn là sẽ thần kinh. Mà những cái người nào mà đau tê lên trên ấy, kiểu như tay lên trên này chữa lâu. Nhưng mà ấn mà ví dụ dây thần kinh không hay là liên sườn, liên xiếc này xuống dưới thì chữa nó sẽ nhanh hơn. Em khai thông bằng cái nào? Em khai thông thì nếu như mà lưng mấy cái thì bằng bộ của cô Hương, cái bộ khai thông lưng. Còn nếu không thì em chỉ bấm nghẽn nghẹt thôi. Mới đầu là đánh 6 vùng, xong bấm nghẽn nghẹt. Đấy thì xong bắt đầu em mới làm đến cái vai. Có nghĩa là mình cứ làm xong thì mình cho nó thoải mái ra đã, xong mình mới làm. Đừng có hùng hục làm vào ngay là nó sẽ bị sai bài, sai miếng. Là mình chữa nó rất là lâu, nó rất là mệt. Nhiều khi mình sờ vào cái vai nhé, nó rất là cứng. Sờ vào vai cứng thì bao giờ cái chỗ này nó cũng cứng. Mà đã cứng là mất ngủ là nằm nghiêng. Nằm nghiêng là kiểu gì cũng bị, không thể nào mà tránh khỏi được. Và bây giờ những cái đấy là rất là nhiều người bị. Hoặc là ví dụ mà cảm gió bây giờ mùa lạnh này á, cứ sờ cái chỗ, nếu như mình hơ được cái phong môn ấy, phong môn thì mình cứ cho hai tay về của bệnh nhân lên, thì cái đám ngón tay ấy thì là mình hơ ở chỗ ấy, thì hơ xong người ta sẽ thấy nhẹ luôn và mình sẽ làm tiếp cái khác. Chứ còn nếu như không, mình mà chưa xác định được xong mình cứ làm nó mất công trả được cái gì. Như cái diện chẩn này như của thầy vẫn nói là làm không được chỗ này thì đổi pháp đồ khác, làm pháp đồ khác kiểu gì cũng trúng. Làm nó được là nó được ngay, nó không được thì không đến ngày thứ ba, nó không cần phải đến ngày thứ ba. Nếu như được một ngày nó đã đỡ rồi, còn nó không được thì kiểu làm 5 ngày, 10 ngày nó cũng không đỡ nên bắt buộc phải thay. Bây giờ em chưa nhớ được bạn cho nhiều lắm. Cảm ơn em. Chứng kiến sự thay đổi của em thấy rất là mừng. Là cũng trở thành một con người rất là tự tin, mạnh bạo, rồi dám đứng ở đây chia sẻ những ngày đầu gọi lên là khó khăn lắm. Tức là nó thay đổi hẳn con người, vừa thay đổi về sức khỏe, vừa thay đổi về con người mạnh dạn hơn, tự tin hơn, và đi đâu cũng có thể chia sẻ và giúp đỡ người khác được. Thầy chúc mừng em. Rồi xin mời bác sĩ Huyền Thu. Bác sĩ này cũng có nhiều chiêu lắm, cả mấy chiêu làm đẹp nhé. Cái chiêu quảng cầu là xuất phát từ đây đây. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn, tôi học ở K17. Báo cáo với các bạn là tôi ở Hà Nội và hiện nay tôi đang ở Vinhome Long Biên. Năm nay tôi 72 tuổi, tỷ chính, và 73 là tỷ bộ. Ăn thì gà quả tất ấy, thì là 73. Thì hôm nay đến đây chia sẻ với các bạn một số. Hôm nay là chủ yếu là tôi cũng nói rất là nhanh về bản thân tôi. Thì cái thứ nhất là tôi dùng cái, khi học xong thì tôi dùng cái quả cầu gai trợ tim. Là tôi bị hẹp động mạch vành, thế là tôi dùng khoảng 6 tháng. Thế là tôi đi thử thì là đi đo động mạch vành là của tôi là không bị nữa. Đấy là cái quả của gan đây thì chia sẻ với các bạn. Tôi chỉ nói nhắc. Các bạn người còn trẻ là còn học gọi đến tôi nhiều. Đây là các bạn. Quả cầu gan. Như thế này mà tôi làm mà một ngày 3 lần, mỗi lần là tôi đếm, một lần là 200 tính đếm. Cứ ngồi này tôi đếm, không kể cái lần này mà mình cứ ngồi mình đếm đúng 200 thì là thôi, mình nghỉ và đến trưa và buổi tối. Cái làm này là tim của tôi rất tốt, mà tôi đi đâu là phải có cái quả này.
không rời được. Đấy là về tim. Thế còn về cái thứ hai nữa là về chân, là tôi là bị đau chân khoảng năm tôi 25 tuổi cơ. Tôi là tôi bị sưng đi đầu gối rất là nhiều lần, nhưng mà tôi làm cho mình đi nhưng mà tôi không bao giờ uống thuốc, tôi chỉ có xoa bóp thì nó cũng chỉ đỡ đỡ thôi. Thế nhưng mà bây giờ là học viện chẩn của thầy hội thì là tôi làm là vô tư và tôi khỏi rất là nhanh. Thế là tôi làm cái chân này thì nhanh lắm. Thế là đầu tiên thì là tôi cũng bấm huyệt theo cái bài của thầy hội là về về chân đấy, đau chân đấy, đầu gối đấy. Thế thì tôi bấm xong thì tôi làm cái giò dây, cái giò bấm huyệt ấy, tôi gạch rất là gạch mặt, xong rồi tôi gạch chân từ dưới lên, gạch hai chân cho thật nóng. Là ngày tôi gạch ba lần. Gạch bằng đầu giò. Gạch bằng đầu giò. Tôi gạch thế nó rất là tiện, bởi vì tôi dùng cái dụng cụ khác ấy, thì tôi thấy qua cái xương đầu gối này nó rất là khó, nó gồ ghề lắm. Thế là mình dùng cái gạch ấy là rất là dễ. Thế tôi dùng ở cái ý thì tôi thấy là khỏi rất là nhanh. Thế cái này các bạn cứ gạch lên, cứ gạch từ từ dưới bàn chân này lên, gạch vòng quanh chân làm sao mà cho cái chân của mình thật nóng lên. Đấy là khỏi rất là nhanh, đấy là về chân. Thế còn về mắt thì là tôi bị đục thủy tinh thể. Thế nhưng mà tôi cứ làm, đầu tiên tôi làm bệnh gì tôi cũng làm cân bằng âm dương, có tính 3 và số 1 và 127. Sau đó tôi làm cái thông khí huyết, làm 14 và 275 và 61 và 19. Đấy là tôi làm, tức là tất khi mà làm bệnh gì cũng làm từ bi trước. Tức là cân bằng âm dương này, xong đến đi thông khí huyết này, xong là gạch mặt và làm 6 đường phản chiếu. Sau khi đến các cái huyệt mà thầy dạy thì là từng bệnh một là mình làm như thế. Cái trình tự như thế thì là khỏi rất là nhanh. Thế là về mắt của tôi thì tôi cứ làm bấm theo thầy dạy đấy. Thì là mắt của tôi bây giờ là đi khám hôm rồi đấy, là không bị đục thủy tinh thể gì cả nữa. Đục thủy tinh thể tôi khỏi hẳn luôn. Chân khỏi hẳn và mắt khỏi hẳn. Và tim thì đầu đời hơi thôi. Thì tuổi mình hơi cao rồi. Cho nên là tim là hơi bị nó chưa thể khỏi hẳn được. Nhưng mà trước giờ tôi làm bên trái là không được. Bây giờ tôi làm bên trái, bên phải thoải mái. Thế còn cái việc mà các bạn mà học tốt ý, thì buổi sáng là các bạn nên làm thế này. Thứ nhất là ngủ dậy dần 6 giờ. Xong mà các bạn làm thứ nhất là thở dương khí công. Sau đó tôi đến sau đó đến xoa mặt, 12 động tác xoa mặt. Và đến thứ ba nữa là các bạn làm gạch mặt và làm 6 đường phản chiếu. Thế xong là dậy thì hạn đánh răng rửa mặt. Thế ta đi bộ hay là làm gì đấy. Thì là buổi sáng bao giờ tôi phải làm 4 động tác mà. Buổi sáng là tôi phải mất khoảng 1 tiếng làm diện trật đấy. Hôm nào tôi cũng làm như thế. Và đến sau đấy thì là trong cái giờ ban ngày thì là tôi làm cho con cho cháu. Nói chung là tôi đủ việc làm lắm, tôi không phải đi. Nhà tôi ở 12, gần 20 người ăn, các con cháu là ở quây quần, nên là tôi làm một ngày là tôi cũng đủ bệnh nhân để làm. Nhất là bọn cháu rể là đi đánh ngôn về để cái tay như thế này không gọn xuống nước. Thế tôi bảo là nó bảo mẹ ơi con phải đi khám bệnh viện đây, con không từ 3 giờ sáng là con không bỏ xuống nơi này nữa, con cứ thế này thôi. Thế bảo thế thì ngon đấy mẹ làm. Thì tôi làm cho cháu xong khoảng thứ nhất là tôi gạch cái hai bên lông mày trước, thì bên này đau thì tôi gạch bên trái trước, bên trái mà đau tôi gạch bên phải trước. Tôi làm như thế. Thì tôi gạch mặt xong bắt đầu tôi làm các động tác gạch mặt rồi 6 đường phản chiếu. Sau đó thì tôi bấm cái huyệt về bả cổ gáy và cánh tay. Thế sau đấy là tôi bắt đầu lăn. Tôi bấm huyệt xong tôi mới lăn. Tôi lăn hết cả tay thì sau độ khoảng 40 phút thì cháu bỏ xuống bình thường. Thế bảo thế là mẹ ơi, thế là con đi Hải Dương đây. Thế tôi bảo thế, con ăn đau sao con đi rồi. Con khỏi rồi. về cúm ấy để hay là các cháu bị ho hay là bị đau họng thì nói chung là tôi làm khỏi luôn, không phải làm đến lần thứ hai. Tôi cũng phải làm về họng này, tôi chỉ làm ở tay thôi. Thế còn về mắt cận là cháu ở bụng cháu về cháu cận độ 3, thế là tôi làm 5 ngày cho cháu. Thì cháu đi khám rồi cháu đi đo kính đấy, thì là cháu xuống được một độ, làm 5 ngày thôi là cháu còn có 2 độ.
cháu ở phút sau này đó, là cháu đi cắt kính thì cháu tôi bảo để cho bà làm cho 5 ngày sau bắt đầu cháu ăn đi đo xem sao. Thì cháu ở bên ý cháu đo là 3 độ rồi này, hôm vừa rồi đi đo còn 2 độ. Thế là mẹ cháu bảo ôi giời sướng quá, thế ở nhà một tháng thì không khi là khỏi. Nói chung là diện trần thì rất là thích các bạn. Chứ tôi làm bấm huyệt ngày xưa là tôi làm về đông y thì tôi vất vả lắm, nhưng mà bây giờ học diện trần thì tôi hoàn toàn dùng diện trần hết, tôi không dùng cái gì về đông y về các cái khác cả. Mà tôi là ngành y đây, nhưng mà tôi không bao giờ uống thuốc đâu nha các bạn, chưa bao giờ uống thuốc, chưa không cảm tôi kiếp là tôi không bao giờ uống, kể cả tôi chưa học diện trần cũng không bao giờ uống thuốc, tôi sợ thuốc lắm, tôi không bao giờ uống. Và bạn của tôi là tôi khuyên là giờ đến tối đa mới được uống thuốc chứ không được uống thuốc. Cho nên là mà còn trường hợp nữa thì sẽ trao đổi với các bạn. Có một bệnh nhân là cắt 1/3 gan này, lách này, và cắt hẳn mật, cắt một đoạn ruột và cắt 1/3 dạ dày, tức là cái quả thể nó bị nhiễm trùng. Thế thì bệnh nhân về là đúng nghĩa là bây giờ là chỉ có chờ để là nghĩa là chết ý. Rất là mệt mỏi. Thế bạn tôi, thế tôi bảo đến hôm tôi đi họp lớp mà, thế tôi bảo là thế bạn đang dùng cái giò dây với cái sáu lưng cái sau chổi thì tôi tặng cậu, xin là cậu cứ làm đi, nên bay ra cậu hỏi thì tôi dạy bạn ấy làm. Thì bạn làm bây giờ được khoảng 3 tháng, thì hôm đó đi họp lớp thì tôi thấy ôi rồi đẹp và trắng lên này, da rẻ hồng hào này, mà lại ăn được lại không bị sốt nữa. Trước ấy cứ mấy ngày là một tuần sốt 2-3 lần, sốt rất là đấy, bây giờ không sốt mà ra để lên cân. Thế là các bạn sướng quá, bảo không là thế hôm nào bạn đi bạn mua đồ về cho chúng tôi làm, hôm nay sẽ đi mua cú hương đây. Đây tôi mua thì là về để tặng mỗi người một quyển sách và một hai cái dụng cụ đấy là tôi dạy cho làm. Chứ bây giờ thực ra là bạn của tôi dần già, nếu mà đi học là họ ngại rồi. Đây là tôi tặng các bạn, đây là nhìn bạn luôn này, bạn ấy khỏe lên này, rồi là da rẻ hồng hào lên, lại còn không sốt nữa. Thế cứ làm đi, cơ thể mình nó chuyển hóa theo cái mình làm, những khi là lại khỏi đấy, tự về khỏi thì tốt quá, kéo dài sống thì cũng là tốt nhất. Thế hôm nay là đến đây là chỉ có giảm đẹp với cả giảm béo. Nhưng mà cô gạch mà mất đồi mồi thứ đấy. À, thế còn về gạch mặt mà để làm đẹp thì mất nám. Tôi cứ lấy cái này tôi làm thôi, không cầu kỳ lắm. Đây, tôi cứ làm cái này. Tôi cứ gạch như thế này, tôi cứ gạch mặt là tôi là đau được bản chiếu, tôi gạch rất là nhiều. Thì các cái đồi mồi mắt tôi lên này thầy nhìn. Thế là bây giờ là không còn cái đồi mồi mắt, nhất là không còn nữa. Hồi đi học là thâm đen. Thâm đen và rất là nhiều. Nói chung là xấu. Tôi bây giờ thì đẹp. Rất là cảm ơn. Là trẻ vô cùng. Cảm ơn thầy hội với cô Hương rất là nhiều. Tôi chỉ dùng cái này thôi, khi mà tôi gạch xong thì tôi lấy cái này tôi lăn luôn. Tôi lăn luôn mắt này, tôi cứ lăn thế là tôi lăn rất là nhiều, mỗi bên được khoảng 100. Xong tôi lăn xuống dưới, tôi lăn lần lượt cơ. Một mắt này là tôi lăn xong, tôi lăn xong mắt trái xong rồi mắt phải. Là tôi cứ lăn như thế này và tôi cứ lăn thế này. Các bạn cứ như thế này mà làm, thế là mắt sáng trưng. Mắt ngày xưa là nhìn này các bạn này là nó cứ díu vào xong rồi nó lại cứ chớp chớp. Thế nhưng mà bây giờ tôi nhìn thoải mái, mắt tôi mở được tóc rồi. Còn con cháu thì là vô tư, là bây giờ là mẹ kiếm tiền các con, là giờ các con trả tiền mẹ, bố cũng là đến mẹ luôn, chị cũng mẹ, rồi là viêm họng cũng bà cũng dùng thế. Thế còn nhà tôi có cái khối u ạ, còn đặc biệt nữa có cái khối u ở sau gáy như của thế hội như này, to như quả trứng gà, to như quả trứng gà con so ấy. Nhưng mà tôi mới dùng cái cây giải cứu thì nó như này, máy chưa có máy. Tôi cứ để như thế này và tôi dùng cái xăm mất gừng này, thế là cái xăm này và tay thì tôi hơi gãy thiếu này, thế hết một viên gãy thiếu ngắn này, thì là tôi cứ xăm như vậy khoảng một tháng thì là khỏi được khoảng 50%, nhỏ đi rất là nhanh. Thế sau đấy thì là nó giống như là nó cô đọng lại, nó không nhanh như trước nữa, thì tôi đổi luôn. Thế là bắt đầu tôi cũng để dùng cái gãy thiếu này và tôi dùng cái cây tôi dùng cái cây này, cái này là tôi lăn này, thế này, tôi cứ lăn vào cái khối u như này. Thế hiện nay là khối u của nhà tôi là còn cái da bọc của nó thôi, chứ còn cái trong là hết rồi, cái da bọc của nó này. Và nhà tôi là mổ 9 lần rồi, cho nên là khi mà bảo đi mổ cái khối u này, tôi bảo lên Đức bạn tôi mổ.
nhưng mà sợ không dám đi nữa, và buộc 9 lần của nhiều quá. Thế là bệnh nhân này là chỉ có chờ để khi là bảo là bệnh chỉ chết nay mai chứ không thể sống được. Thế nhưng mà nhà tôi cứ rèn luyện rồi cứ khoa học tiến lên ý, thì là nhà tôi cũng tốt. Bây giờ còn cái u này giải quyết thì là tôi giải quyết được rồi. Thế bạn sẽ theo anh trả tiền em. Thế ông bảo là anh lợi em suốt ngày còn đợi. À đâu là bảo cho hết cả rồi, anh cho em hết cả rồi, trả được cái gì cho cho. Là khoảng cái u rất là cực kỳ quan trọng đấy. Nó to của chúng gà, con so đấy. Thế mà tôi làm bây giờ thì cũng khoảng đây là trao đổi với các bạn, cái u là rất tuyệt vời, u mỡ của tôi ở chân thì là khỏe luôn, mỡ nó có mấy cái mỡ nó như thế này. Thế tôi đi mổ thử xong rồi tôi xét nghiệm rồi thì không có gì, chỉ có mỡ không thôi. Thế là tôi về tôi học thầy hội xong thì cô Hương xong rồi tôi về bắt đầu làm. Thế là tôi làm cái u mỡ của tôi khỏe nhanh lắm, thì trong vòng một tháng là khỏi tôi. Tôi cũng hơn ấy, cứu xong rồi tôi xăm, cái xăm mất gừng. Thế là tôi khỏi nhanh lắm, như cái u của nhà tôi là u bã động nên là lâu lắm. Đây, tôi cứ dùng cái này, tôi dùng cái này, ông ấy đau quá thì tôi lại dùng sang cái đầu này. Tôi cứ dùng thế, đến khi mà đến cuối cùng thì là nó còn cái nó đặc lại, tôi cứ dùng cái này. Vừa nhô phải không để cứu đấy. Không có lúc nào cũng không thể ngại cứu là rất là quan trọng. Nhưng mà tôi có cái máy để cứu tôi đã mua 10 năm nay rồi. Tôi vẫn dùng cái máy ấy. Cái máy ấy tốt. Một tay thì nó như là cái xây tóc của mình. Để vấn này xong rồi xay xong rồi xay mỏi cái tay. Cho nên tôi là nói thật là tôi cũng không ăn việc làm. Các bạn ấy đang hỏi cô là cô hơ một ngày bao nhiêu lần và... Tôi hơ thì về cái u thì tôi hơ ngày 2 lần thôi. Còn một buổi trưa là tôi chỉ bấm không thôi. Bấm nhẹ nhàng. Như hiện nay mình còn một cái bệnh nữa là... Cô bấm bộ gì về trước cái u? U là tiêu viêm, nhưng mà tôi bấm hết cả hai bộ luôn, và bấm tiêu viêm xong rồi tôi bấm đấy. Đúng rồi. Có sách gì ạ? 52 bắt đầu. Mọi người xem là sách gì cơ? 52 bắt đầu. Sách kệ. Hình trắng. Đồ hình trắng của tôi. Đấy, tiêu viêm thì tôi làm cân bằng âm dương này. Sau đó là lưu thông khí huyết, xong rồi lên gạch mặt và làm 6 lần mặt chiếu. Sau đó tôi mới bấm huyệt 41, 143, 127, 19, 37, 38. Thêm cái thứ hai là 104, 64, 17. Đấy là 17, 39, 104, 103, 73, 8, 12, 15, 16, 14, 14, 23. Xong rồi tôi thứ ba là tiêu viêm khử, thứ tư là tiêu viêm tiêu độc, và thứ năm là tôi làm thang khí. Thế thì cái tiêu biếu này tôi làm phải đến 7-8 tháng đấy. Lâu rồi đấy. Vừa rồi thì tôi chuyển nhà, cho nên là tôi cũng không làm được liên tục cho ông ấy. Thì vừa rồi tôi xong nhà thì cũng hơi bận một chút, chưa nộp được tiền sân thầy. Thế là đấy là mấy cái việc mà tôi chia sẻ với các bạn, cho các bạn học. Còn tiểu đường thì tôi nói thẳng các bạn là tôi làm đơn giản lắm. Đơn giản lắm mà tôi khỏi rất là nhanh. Tôi chỉ làm có thế này. Tiểu đường. Nhất là tôi cân bằng âm dương. Bao nhiêu năm rồi? Tiểu đường. Tiểu đường thì tôi làm cân bằng âm dương xong rồi tôi lưu thông khí huyết. Sau đó thì tôi làm 6 lượng phản chiếu gạch mặt. Xong là bắt đầu là tôi dây cái huyệt này. 63, 67, 133, 67. Đây là 63 này, 07 này, 07 này, 07 này, 03, 133 này, 17 này, 40, và đấy 37 và 40 bên trái này. Thế thì tôi làm mỗi huyệt là 30 tiếng đếm, dây rung 30 tiếng đếm xong là tôi ấn ba huyệt đi, xong tôi làm bộ dáng. Thế thì tôi làm thêm cái tam giác của thận đó, số 1 và số 2 và 300 trên trán. Đấy, tôi làm thêm cái gì. Tôi đi thử thì tôi thấy khỏi rất là nhanh, vì tôi 7,8, tôi 7,6, nhưng mà vừa rồi là tôi đi chỉ còn có 6, và HBMC thì còn có 5,8 thôi. Rất là cực kỳ, mà tôi chưa dùng đến cái lăn, tôi chưa dùng đến cái lăn lạnh đồng đâu, chưa dùng đến. Tôi bấm huyệt, tôi cứ nằm tôi bấm lấy thôi, tôi xoay gương tôi bấm lấy. Thế là tôi làm tự tôi làm lấy, không không
không vì nhà tôi cũng không ai biết làm. Có một câu hỏi là có bạn hỏi là tại sao lại làm bộ dáng cho tiểu đường? Tôi làm bộ dáng bởi vì tiểu đường bao giờ cũng nóng, người nóng lắm, thế nên là tôi phải làm bộ dáng cho nó mát xuống. Là bộ dáng để cho nó nhiệt độ người mình ấy. Vâng chứ. Vâng. Nhưng mà ý bạn đây là bộ dáng thì nó sẽ dáng khí, tại sao dùng cái lăng đồng cho nó khỏi bị dáng khí? À không, nhưng mình chưa lăng đồng nhưng mình thấy ra rất tốt rồi, cho nên là tùy lại, tùy cơ thể, tùy cơ thể mình cũng thay dạy là tùy mà. Ví dụ như là cái đau chân này thì mọi người cứ làm nọ kia, nhưng mà tôi riêng dùng cái này tôi gạch. Tôi cứ gạch thì dưới tôi gạch lên, gạch nóng chân lên một ngày 3 lần đấy. Chân tôi khỏi rất là nhanh. Mà chân tôi đau từ năm tôi 25 tuổi rồi, tôi mới lấy chồng rồi. Cho em hỏi một cái. Như thế là trong cái bệnh là cái bệnh mà rất nhiều người mắc mà khó chữa cực kỳ. Vâng. Suy ra tĩnh mạch chân. Vâng. Tức là đúng rồi. Mắc tĩnh mạch chân. Tôi cũng không bị chắc lắm. Là gạch, đúng. Nếu mà gạch thì chắc là nó tốt là người thường. Cháu vừa rồi cháu về cháu bảo mẹ còn giãn tĩnh mạch chân không? Tôi bảo không, mẹ khỏi hết rồi, trắng tinh. Thế là đi đi mặc đi thể dục mà đi thể dục aerobic ấy, thì là mặc quần đùi là các cháu là ôi dồi ôi bà già đẹp quá, chân rất là trắng không còn bị cái lòng bệnh nào, bệnh nào viêm đây là tinh chân có làm được không? Làm được ạ, làm hết và mà làm nhanh lắm, nhưng mà đấy là bản thân tôi, mà các bạn thì phải nói chung là phải theo thầy hội, cứ theo thầy hội là khỏi hết, không vấn đề gì cả. Tôi khỏi nhiều bệnh lắm. Thì các cháu là con gái này, chị này, con trai thì đau tay này. Chị thì tôi bấm cái bàn chị đấy. Sau đó thì tôi dùng cái ngải cứu. Tôi dùng cái ngải cứu là tôi hơ luôn nhỉ. Tôi bắt nằm ra, xong rồi co chân kiểu co súng ấy. Thế là tôi hơ luôn mà họ bố. Tôi làm luôn. Mỗi ngày 3 lần mà chỉ làm 2 ngày. Hơ thẳng vào nó co mà. 2 ngày co. Thế còn bấm cọc máu của chị thì mình bấm các cái huyệt 16, 61 và số 0. Mình cứ làm đại cứu huyệt xong mình làm thế là khỏi. Tôi bảo bây giờ là tôi chắc hết các cái bệnh trên giường, tôi chắc hết. Chỉ còn có cái bệnh như biếu cổ của nhà tôi ấy, thì là nó rất là khó thôi. Còn các cái bệnh khác thì tôi không vô tư lắm. Bà ấy hỏi là chị động mỡ hay mỡ hơi được thôi, chứ còn u sơ thì chị nào cũng u nào cũng hơn. U nào cũng hơn. Tôi hỏi nội hay ngoại thì nó cũng phải đi vào trong cái thìn. Thìn, tôi hỏi thìn bảo tôi là cô phải cân bằng đường huyết rồi các kiểu. Nhưng tôi bảo thế thì cân bằng đường huyết thì ông nào cũng không bị đường huyết, không bị gì thì tôi cứ làm thôi. Chú không bị đường huyết, chú cân bằng tốt, nó không vấn đề gì. Cũng dạy ông âm dương khi công, bây giờ ông ấy đẹp mình. Bây giờ ai đấy cũng bảo sao lại bây giờ bác giai đẹp thế, da rẻ hồng hào rất là đẹp. Vì ngày cứ làm cho 3 lần viện trần để u xong. Nhà tôi lại còn khỏi được cả dạ dày này. Thế lại được khỏi được huyết áp này. Khi tôi làm khối u thì ông để khỏi được giả dạ dày, gọi khỏi được cả huyết áp. Huyết áp trước đây cũng 140, 150, xong là thỉnh thoảng nó lại lên, là rất là mệt, là kêu anh khó chịu lắm, thì lại phải uống một viên. Thế nhưng mà bây giờ thì là không phải uống nữa, và ông chưa phải uống thuốc. Thỉnh thoảng nghĩ thế thì tôi cho uống, mà bây giờ không phải uống thuốc huyết áp thì chết gì cả. Thế là bây giờ là huyết áp là ổn này, không bị đau lắm gì, còn đêm chứ không bị sao. Bác ơi, làm u mà để khỏi dạ dày cả. Khỏi u là khỏi dạ dày, mà lại khỏi cả huyết áp nữa, thấy mới lạ chứ. Dạ dày là làm cái huyệt số 4 và 61 mới đi 120, 121 mới đi 64, 19. Thì là tôi cứ làm từ 124 này, xong đến 34 này, xong đến 61 này, xong đến 120, 121, 39, 64, 19. Thì tôi làm xong, tôi bấm huyệt xong, bắt đầu tôi lăn mỗi một lúc là khoảng 30-35. Thế thì dạ dày cũng khỏi mà, cũng khỏi. Thế là tôi bảo thế là ông được rất là nhiều bệnh, tao sướng nhá. Đây bạn tôi đến đây bảo là đến chơi bảo là ở đây chị gọi anh cho ăn nước. Thế bạn tôi cách đây khoảng 30 năm không gặp nhau rồi, cùng học ngày xưa ở cái trường y mà. Thế là bảo ơ thế em lâu lắm không gặp anh rồi, nhưng mà em thử anh chết rồi cơ mà. Mổ 9 lần mà, tức là không ai bỏ sống nữa. Mổ nhiều lắm, mổ 4 lần mổ thận này. Nhà cắt mật là 5 này, cắt chỉ là 6 này. Đấy hồi là tôi biết chưa học rồi, cắt chỉ là 6 này. Thế rồi là mổ hai lần lấy đạn ở cột sống nữa. Đấy là 8, và một lần nữa
là một cái gì nữa nhỉ, rất là thật là chính là thế còn làm ở ngoài cơ thể thì phải tế lân tức là tán sỏi ngoài cơ thể, tức là tán ở Việt Nam cũng được, lại phải sang Nhật tán, tức là mổ Việt Nam cũng được, phải sang Nhật mổ, vì ông nằm ở đài thận, ông có cái viên sỏi nó đài thận thì nó cứ to lên thì không chịu được, thế mà Việt Nam vẫn phải trung thành, thế ra là tôi đưa ông sang Nhật thì có 10 ngày là về thôi, ở Nhật người ta làm giỏi lắm, là cho một cái ống vào nó hút ra, là ra cái xong nó hút hết ra, người ta rút ra đúng 10 ngày ra viện, không phải làm gì, người ta giỏi lắm đấy. Mà nhà tôi thì phải đi tán sỏi về cơ thể tỷ lần, không tính được, không nhớ được nữa. Mỏi nhá, bây giờ đẹp cực kỳ rồi, giờ không còn bệnh gì nữa. Cái kết hợp cái diện trần đấy ra thì khó, không còn bệnh gì, rất sướng lắm. Vâng. Còn nhiều bệnh mắc nhưng mà thôi, chia sẻ các bạn có chuyện ở Việt Nam và Lào Cai. Thế còn việc thì ăn chung. Câu hỏi là bây giờ cái hơ chị thì mình hơ như thế này. Mình hơ mình cho mày đang ngồi xuống mà. Bằng đang ngồi xuống gặp chồng. Năm nghiêng năm nghiêng. 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 Là cô mà lại phải mua cái này cô mà hay một cái thằng ngọt ấy là tôi không đến được đây để chúc hoa thầy, hôm nay tôi không mang hoa nữa, và hôm nay là thứ nhất là tặng thầy ra là thứ hai là tặng cái này thầy uống cái này không phải là thuốc, là thầy là thuốc, đây là tặng cô Hương là collagen làm cho da đẹp rồi. Trong trường hợp là tôi không đến đây được nên là tôi chỉ nhắn tin cho thầy hội và cô Hương thôi, hôm nay thì đến thì thôi không mua hoa nữa mà tặng cái đây là bố Úc và cháu cũng vừa ấy cũng về nên là xin đem tặng thầy một tí cô tí thầy cô mỗi người là 25ml một lần sau buổi tối, sau ăn buổi tối, còn thầy thì đây thầy uống theo chỉ dẫn của bác sĩ đây. Cái này là người xương cua thế không phải là thuốc mà cái này chỉ có làm đẹp không phải không tăng lại đây năm chăm chỉ đây thế là hôm nay là đến là để chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm, thứ hai nữa là tặng thầy tặng cô một tí quà gọi là chút ít tấm lòng cảm ơn là những cái ngày học hành thầy cô chỉ dẫn rất là chú đáo, mình đã là làm được rất là nhiều việc, mình đỡ phải đến bệnh viện, coi như nhà tôi không hầu chứ không bao giờ phải đến bệnh viện, ít lắm, không như các cháu cũng phải đến ở nhà là tự làm hết, cứ các bạn cứ cân bằng âm dương xong rồi đi thông khí huyết đến gạch mặt và làm xấu được phản chiếu rồi các bạn không làm cái gì cũng làm, cứ theo cái quyển này của thầy hội này. À, cứ trong cái quyển này chứ tôi không làm ra ngoài quyển gì của ai nữa, cũng thầy nào nữa. Thế còn cái cháu về cận thì hôm nọ thì tôi làm theo thầy Kỳ thôi. Đấy, cận thị ấy thì tôi làm theo cái bài thầy Kỳ thế thôi, chứ còn không tôi chưa làm, tôi thật ra là tôi bận thôi, thời gian đọc sách, đang là giám đốc mà, đang là giám đốc của 4 giúp việc chúng ta là không có thời gian nên đi đến đây là cũng rất là đến chiều cô đi chợ thì cứ ở nhà làm đi, nhà tôi nhiều người ăn, tất cả nhà là 20 người ăn, cả Úc về là 21 người ăn, kể cả giúp việc mà tối nhà tôi ăn 3 mâm, nhà tôi vui lắm. Thế nhà thế chào các bạn, thế các bạn học xong thì cũng là chào lại các bạn nữa, các bạn để các bạn cũng thấy là mua thật nhiều của cô vào. Thôi là tôi mua hết là phải gần 30 triệu tiền của cô Hương này. Tôi mua không thiếu một cái gì. Không phải của em đâu. Tôi tặng với cô Hương là tôi mua cái này là cô Hương bán cho tôi về. Cứ bệnh gì, hợp cái gì tôi làm cái ấy. Và tối tôi bày ra cái bàn rất là to này. Xong là các con đến là đây, cái này con học mà mình lại cho các con có niềm tin mà. Đấy, trước hết là có niềm tin đã. Sau rồi mới đến mình làm là khỏi rất nhanh. Kinh nghiệm của thầy thuốc là người ta có lòng tin là khỏi được 50%. Thế còn đến 50% thì là mới là mình làm. Không mà người ta có lòng tin là khỏi rất nhanh lắm. Khi mà tôi làm ở y đấy, tôi đang làm ở bệnh viện đấy, thì bệnh nhân đến là rất là nhanh khỏi vì lý do là mình em cứ ngồi đây, em cho cháu ngồi đây, tí nữa chị sẽ tiêm cho, không đau.
Thế thì bệnh nhân đang rất là sợ rồi, nhưng mà khi mình bảo mình không đau cái là người ta thích ngay. Hỏi tiêm xong hỏi cái gì có đau không? Không, cháu chả đau gì. Đấy, thế là mình thấy rằng là cái lòng tin của bệnh nhân với thầy thuốc cực kỳ quan trọng, 50%. Đấy, thì cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, cảm ơn cô Lân. Tôi xin góp thêm một câu ạ. Bác Thu, lần đầu tiên bác Thu đến lớp là tôi rất ấn tượng. Bởi vì ôi, nhìn tuổi xong nhìn mặt là rất ngạc nhiên. Và xin lỗi bác Thu là lúc đấy mình bảo ôi sao lại có cái người mà cái mặt giống quả táo tàu thế. Xin lỗi, em xin lỗi chị. Nhưng mà bây giờ bảo mọi người nhìn có nói như thế không? Cái nếp nhăn nó giảm đi phải đến 70%. Lúc đầu là nó thật sự là da trông bác rất là nhanh nhẹn, rất là xinh xắn. Nhưng mà cái da nó rất là nhăn. Bây giờ nó căng ra. Và hôm hỏi trong quá trình học nó đã căng rồi, hỏi chị ơi chị làm gì đấy, nhiều cái mụn thịt ấy. Bảo là chị gạch mặt theo kiểu của thầy hội, tức là phải gạch đau vào. Còn trước chị cũng gạch nhưng mà chị gạch không đau chứ nó không có tác dụng. Khi bắt đầu gạch sâu một cái là đồi mồi cảm giác như bóc nó ra được đấy. Đừng sợ đau nhá, vấn đề đừng sợ đau. Tôi bảo thầy hội là gạch thử cho cô. Hôm nay tôi đi tôi gạch thử cho cô đi để cô về cô làm theo. Nhưng mình làm hờ hờ mà mất thua, mình phải gạch đau. Mà cái chỗ nào mà đau thì mình ấn một cái, chỗ nào đau mình gạch được cái đường gạch của mình, chỗ nào phát đau mình ấn được cả. Đây là cái chỗ là Việt Long rồi. Thế đây là cái chân của mình mà mình kéo cái đoạn này xuống thì cái chỗ chân này của mình rất là đau, cái trên này rất là đau thì mình quay lại mình gạch và mình làm thêm cái chỗ ấy. Thế thì cái chân của mình rất là khỏi rất nhanh. Sau đó thì tôi làm như thế xong thì tôi gạch, tôi bảo gạch mặt được thì gạch chân được, vì mình dùng bằng cái này này nó cứ vướng xương vướng cỏ khó lắm. Thế là tôi mới bảo cái này vướng lắm, thế thì dùng bằng cái này. Dùng cái này, cái cây giò tay ấy, tôi cứ thế này tôi gạch lên hết cả đùi trên, chân nóng rực luôn. Thế là khỏi chân khỏi nhà nhanh lắm các bạn, để cứ thử xem. Bác là một tấm gương siêu chịu khó. Một thịt thì mình chỉ có gạch và lăn thôi. Đây lăn này, lăn này để chữa mắt đây này. Mình lăn này chữa mắt rồi tự giờ nó lại biến hết, nó cảm thấy như lạ chứ. Thế là chữa mắt, người ta bảo tôi là đục thủy tinh thể nhưng mà chưa đến giai đoạn gọi là để thay ý. Thế nhưng mà tôi về cái làm giờ đi khám hôm vừa rồi, tôi đi khám mắt, đi kiểm tra mắt thì tôi cô bảo, cháu nó bảo là bà ấy bảo bà không có một tí đục thủy tinh thể nào, bà không có đâu, bà không sợ. Thế thôi, không có gì, tim tốt này, mắt tốt này, chân tốt này. Và tôi đi khám mỡ máu rồi là các thứ là không có cái gì hết. Mỡ của tôi là cực kỳ thấp, cân bằng âm dương của tôi là cô giáo đã đo rồi cực tốt. Mà tôi cứ thở một buổi sáng là 20 đường dương 5 đường âm, còn mùa hè là tôi thở 20 đường dương 20 đường âm luôn. Nhưng mùa này lạnh thì mình hay sợ là chân đau ấy, mình thở dương nhiều hơn. Thế là nó tùy chứ không phải là cố định là 30 đường âm 30 đường dương đâu, tùy cái hôm mà mình thở ấy. Nó lạnh mình thở nhiều mà mình cảm thấy người mình nóng thì mình thở ít thôi. Đấy, thế là như thế. Thế là thế năm sau đến gặp thầy rồi là gặp các bạn thì có khi còn đẹp hơn nữa. Chào các bạn nhé. Bác người thua đã tặng quà nhé, cô gái Phát Huy. Cô gái Phát Huy tặng quà nhé. Đây là cái đầu tượng bạch mã như thế này các bạn nhé. Cái quả cầu gai thì không lúc nào mà rời. Chia sẻ hơi mất thời gian tí nhưng mà tôi đúng không ạ? Mình học muộn lại một tí. Bây giờ là tôi rất là sướng. Tôi chỉ có học viện chẩn thôi. Nhà tôi bảo lúc nào cũng viện chẩn. Đi về bảo thế nào học viện chẩn, các con bảo thế nào đi học viện chẩn ấy. Và tôi hỏi sao trong hỏi mắt con trai làm máy tính từ sáng đến kia. Về mắt giật. Giật mắt, đau mắt, giật rất là mạnh, mình nhìn thấy, giật. Thế xong bà thế nào mẹ làm cho tôi vào hai tuần đi khoảng một. Cũng giật mắt, tay của mình nhìn, giật mắt, đau mắt, giật mắt. Thế tôi làm mỗi hai lần, hai buổi tối thì cháu khỏi. Thế tôi lại cho cái dụng cụ của đấy con đi, con cứ thế con làm. Đấy, bây giờ cháu bận, anh bận, làm cán bộ đi bận. Thế là tôi cho luôn, làm cái chỗ ấy, hay là không cho cái cháu đi này. Chị lớn thôi bà nhỉ? 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 Ch
năm dùng dùng cái bàn năm của cô Hương bán đây này, cái bàn năm, bàn năm to ấy thầy hội ạ. Thế còn cái bàn năm chân ấy thì nhanh lắm, làm rất là nhanh. Thế còn cái bàn năm chân ấy là mình ngồi học cái này mình để trên chân, cứ thế mình làm thôi. Cái này mình làm cái bàn năm chân các bạn ở cái phòng làm việc của mình, cái lan bàn chân ấy các bạn mua nhá. Thế xong các bạn ngồi làm việc là các bạn cứ cho chân vào đấy các bạn lăn, thế là cực kỳ tốt cái chân. Không, cứ thế này mình kéo thẳng chân, cứ làm lung tung vào gạch như gạch mặt thôi, cứ đi lên kéo hết bàn chân xong rồi kéo cổ chân. Không, mình không chủ động gì, mình cứ gạch lung tung. Thế là khỏi nhanh. Chào thầy hội nhé. Chụp ảnh vợ sách dưới tranh chụp ảnh hỏi đến các cảnh giờ đấy này. Vâng, mình nghỉ mấy phút nha.